Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Kawasaki Z300 2008 và cái chiếc KTM 390 đúc 2008, xe nào hấp dẫn hơn? Kawasaki Z300 2008 lẫn KTM 390 đúc 2008 đều hướng tới đối tượng khách hàng năng động, bước đầu nhập môn phân khúc xe con tay tầm trung với kiểu dáng thể thao. Tính đến thời điểm hiện tại, Z300 ABS phiên bản 2008 đang được phân phối chính hãng bởi Kawasaki Việt Nam với hai màu mới là đen bóng và xám xanh, với mức giá bán lần lượt 129 và 133 triệu đồng. Trong khi đó, cái chiếc 390 đúc 2008 được KTM Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc với mức giá 175 triệu đồng, dự kiến đến tháng 7/2008 mới vào xe. Và ở phiên bản 2008, Kawasaki Z300 chỉ được bổ sung thêm hai màu mới là đen bóng và xám xanh. Một số chi tiết như ốp đầu đèn, chè trước, mâm xe, bình xăng và phần ốp yên sau có cái màu mới. Ngoài ra, những cái chi tiết thiết kế và trang bị động cơ vẫn như là phiên bản hiện hành. Tương tự, KTM 390 đúc 2008 cũng được hãng xe máy Áo thiết kế lại hoàn toàn mới với kiểu dáng mạnh mẽ, hiện đại và sắc sảo hơn so với phiên bản người tiền nhiệm. Kawasaki Z300 2008 có cái chiều dài 2015 mm, rộng 750 mm và cao 1025 mm, trọng lượng tổng thể 170 kg, với bình xăng có dung tích 17 lít. Trong khi thông số ở chiếc KTM 390 đúc 2008 cũng lần lượt 2002 mm và nhân cho 873 mm, nhân cho 1274 mm, nặng 149 kg, bình xăng có dung tích là 13.4 lít. Z300 ABS 2008 mang một phong cách thiết kế là Tsukumi danh tiếng, thể hiện ở cụm hệ thống đèn pha, bình xăng nhô cao với những đường nét sắc cạnh trên toàn thân xe. Còn ở KTM 390 đúc 2008, với những chi tiết mới làm nổi bật chiếc xe như cụm đèn pha trước LED sắc cạnh chia đôi thành hai bên, hai bên yếm hông được vuốt nhọn hơn và bình xăng nhô cao hơn. Z300 2008 có tay lái rộng được nâng cao, tạo cảm giác thoải mái cho người điều khiển. Chính giữa ki đông là cái ổ khóa và bảng đồng hồ điện tử hiện đại với kim hiển thị vòng tua, đồng hồ analog báo tốc độ và mức nhiên liệu trực quan. Còn ở KTM 390 đúc mới được trang bị sẵn cái đồng hồ màu TFT với tùy chọn kết nối điện thoại thông qua Bluetooth, có thể kiểm soát được độ sáng tự động và các dữ liệu khác có thể được nhìn thấy ở trong cái điện thoại di động thông qua ứng dụng KTM MyRide. Phần yên xe cả hai đều được bố trí thành hai tầng tách biệt, có người lái và hành khách phía sau. Cụm ống xả đơn to bản được bố trí phía dưới. Cái cụm đèn sau của chiếc Kawasaki Z300 2008 và KTM 390 đúc 2008 được bổ sung rất gọn gàng, đơn giản, tất cả đều là bóng LED. Z300 2008 sở hữu cái phuộc trước dạng ống lồng với cái đường kính là 37 mm, giảm sóc piston lim unichuck dạng đơn ở phía sau. Lực hãm của chiếc xe đến từ hệ thống van gồm cái đĩa đơn với đường kính là 290 mm cho bánh trước và 220 mm cho phía sau. Cặp mâm thể thao 5 chấu hình chữ Y có kích thước là 17 inch với lớp trước 110x70 và lớp sau 140x70. Hệ thống van MS có trên cả hai kênh. Còn hệ thống che của chiếc KTM 390 đúc 2008 hệ mới nhất bao gồm phuộc trước dạng upside down của WB với cái hành trình là 43 mm, cùng với phuộc sau dạng monoshock có khả năng được điều chỉnh tải trọng. Bánh trước của xe dùng cái đĩa là 320 mm đi kèm cái cặp heo bố bít, trong khi bánh sau được trang bị cái đĩa với đường kính là 230 mm. Xe cũng được trang bị công nghệ chống bó cứng ABS của Bosch trên cả hai kênh. Trang bị cặp mâm 17 inch cùng với lớp cỡ 110x70 ở phía trước, 150x60 ở phía sau. Kawasaki Z300 ABS 2008 vẫn tiếp tục dùng cái khối động cơ là DOC xanh đôi với cái dung tích là 296 bằng khối, làm mát dung dịch, phun nhiên liệu điện tử, sinh ra công suất đà là 39 mã lực tại vòng tua máy 11.000 phút, mô men sáng cực đại 27 Nm tại vòng tua máy 10 phút, kết hợp cùng với hộp số sức cấp. Bên cạnh đó, KTM 390 đúc 2008 cũng được trang bị khối động cơ DOC xanh đơn, làm mát bằng dung dịch, phun nhiên liệu điện tử trực tiếp với dung tích là 373.2 phân khối,
sức mạnh này cho ra công sức là 44 mã lực tại vòng tua máy, 9.000 phút. Moment sáng cực đại 37 tm tại vòng tua máy, 7.000 phút. Đi cùng sức mạnh gồm hộp số xe cấp. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại trực tiếp, nhớ like, share, subscribe.